Hello, kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, 8 tây tháng 5, năm 2017. Chương trình khai dân trí số 138 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả các bạn cũng như là toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn hãy nghe một ca khúc, đó là Mùa Xuân Lá Khô. Lời thơ em nhớ
chuyện đi và quên xa ánh đèn phố thị. Nên dấu lúa xuống đơn vị, không bánh ngon không rượu quý, anh nào nghe thấy lạnh trong anh. Rồi, Lisa trở lại cùng với quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay thì Lisa nhận được một cái bản tin. Chị ơi là chị, sáng nay các trường học ở khu vực Quỳnh Lưu đã thông báo cho tất cả toàn thể các em học sinh đã tập trung tại sân vận động Quỳnh Bá để meeting. Lisa đã nhận được cái tin này. Tức là ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam nó rất là cay cú, bởi vì sự mà uy tín của cha Nam và cha Thục đã kêu toàn bộ những người giáo dân ở tại Nghệ An đã xuống đường để mà biểu tình bảo vệ môi trường. Cho nên là nó ra lệnh cho các trường học ở khu vực Quỳnh Lưu đã thông báo cho các em học sinh tập trung tại sân vận động Quỳnh Bá để mà meeting. Nó còn hăm dọa rằng nếu mà học sinh nào mà không chịu tham gia thì sẽ nạp phạt 50.000 Việt Nam đồng. Cho nên các em đâu có biết con mẹ gì, tưởng mít tin gì, cho nên kéo nhau lũ lượt đi ra ngoài sân vận động Quỳnh Bá. Rốt cuộc rồi ra ngoài đó thì nó chỉ có tuyên truyền cái nội dung là biểu tình để mà đòi bắt giữ linh mục Đặng Hữu Nam. Và nó hài tội ra là linh mục Đặng Hữu Nam này là tội tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản, xúc phạm và xuyên tạc lịch sử của Tổ quốc Việt Nam. Nhưng mà điều quái quanh, tuy nhiên sau khi mà nghe thông báo như vậy thì tất cả học sinh công giáo đã lẳng lặng đứng lên và bỏ ra về, không còn một em nào công giáo để mà ngồi đây để mà đấu tố hoặc là ngồi đây hết. Tao nói mặt mày của Đảng bây giờ nó xanh lè xanh lét. Mà bây giờ tại sao mà Đảng tụi bay không quay mấy cái video mà những em học sinh công giáo đứng lên tự nhiên bỏ đi về không còn một mạng nào hết vậy? Ủa? Sao kỳ vậy? Khi mà cựu chiến binh, khi mà những cái thành phần mà ăn ruột cùng rùa mà bắt đầu là đòi mà vấn đề là xử cha Nam thì các bạn thấy nó quay, nó đưa lên, tao nói chóng mặt luôn. Nhưng mà hồi sáng này các em công giáo chắc gia đình đã dạy các em rồi, cho nên nó kêu phải đi ra ngoài sân vận động, vấn đề là kêu bằng Quỳnh Bá để mà meeting. Mà các em đâu có biết cái chuyện gì, cho nên ra ngoài thì ra ngoài, bắt đầu họ chửi linh mục, họ bắt đầu tố cáo linh mục, thì các em đạo công giáo đã đứng lên và ai nào em nấy đều quẩy cặp mà lặng lẽ đi một hàng dài để mà về nhà mình hết. Tao nói trời ơi, cô giáo, thầy giáo Lisa nghe kể lại hỏi em đi đâu vậy, em đi đâu? Mấy em nó lễ phép lắm, nó nói dạ chào cô, cháu là đạo, cho nên trong Chúa dạy là không thể nào nghe theo một cái lời quỷ để mà vấn đề là hãm hại các cha, đặc biệt là cha Đặng Hữu Nam cô ạ, cho nên cháu xin đi về nhà.
À, cô giáo của nó có sững sờ luôn, bắt đầu đứa này đi, rồi ra em đi nữa. Dạ, cháu cũng là người có đạo, cho nên là gia đình, cha mẹ, bố mẹ cháu dạy là không nên nghe cái lời yêu tinh để mà đấu tố một cái vị linh mục hoặc là cha, cho nên đặc biệt cháu ở trong giáo xứ của cha Đặng Hữu Nam hả? Đi ra. Rồi trời ơi, sao đi rồi? Tao nói đứng lên xếp hàng mà đứa nào đứa nấy đều bỏ đi ra. Tao nói đạt xanh lé cái mặt ở trên trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời. Ủa, sao những cái video mà các em học sinh mà tự động đứng lên mà bỏ đi về, sao tụi bay không quay đưa lên đi? À, trời ơi, kỳ vậy. À, cho nên Lisa nhận được cái tin, có người đưa tin cho chị đó. Người ta quay video cho chị coi luôn mà. Chị ơi, tuy nhiên sau khi mà các em học sinh nghe thông báo, chị có biết không, nhiều em còn rất là nhỏ mà dễ thương lắm chị. Họ bắt đầu, các em học sinh công giáo đã đứng lên bỏ đi về hết. Cô giáo mặt mày tím lè, tất cả mọi người dưới đây là đều hăm dọa, nói rằng em nào mà đứng lên mà tiếp tục thì kể như là sẽ bị bắt đi ở tù. Nhưng mà các em đồng loạt đứng lên đi ra hết chị ơi. Tiếp đó là các em học sinh khác cũng bắt đầu đứng lên và bỏ về dần dần. Như vậy, hành động của chính quyền ở huyện Quỳnh Lưu đã không được đạt như ý. Rồi bây giờ họ đang dãy dụa, họ tức tối, không biết họ làm cái gì tới đây nữa chị ơi. Trời ơi là trời, ghê quá vậy. Ý, nhục dữ vậy trời. Trời ơi, hăm dọa mấy em công giáo là không đi ra ngoài cái cuộc meeting để đấu tố cha Nam là sẽ bị phạt 50.000 đồng. Nhưng mà khi đi ra đó rồi, bắt đầu là ngồi, bắt đầu là kêu bằng là lũ yêu tinh, bắt đầu là đọc lên và đặt là các em không nên nghe lời của vấn đề là linh mục Đặng Hữu Nam chống phá lại đảng và nhà nước. Các em công giáo đứng lên bỏ đi về. Nhiều cô giáo chủ nhiệm hỏi, ủa sao mà em đi về, em bị gì, em bị chót à, bị nhức đầu à, bị chóng mặt à. Các em nó lễ phép lắm trời, người ta trong đạo công giáo mà, người ta trong giáo sư người ta dạy lễ độ lắm, các em các bạn thấy rồi đó. Chứ đâu phải như cái đám tiểu yêu mà bắt đầu là cầm cờ đỏ mà mặc quần xà lộn chạy lông tông rồi cái gì cơ. Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh, tao nói chạy y như một bầy bò đó. Cho nên các em công giáo người ta có dạy mà, cho nên người ta đứng dậy ta xếp hàng ta nói chuyện lễ độ. Mặc dù cô giáo bắt đầu là kêu bằng là hỏi chứ, ủa sao cả các em đứng dậy đi về vậy, xong rồi ở đây để mà meeting. Nó nói là dạ em chào cô ạ, sở dĩ tụi em đi về là bởi vì em là người công giáo, cho nên đi ra đây mà để nghe một cái lũ tiểu yêu hoặc là nghe cái lũ yêu tinh mà vấn đề là đấu tố một cái cha linh mục Đặng Hữu Nam đáng kính thì tụi em không tham gia được ạ. Bởi như vậy là đã phạm vào vấn đề là điều của Chúa, cho nên thôi em không dám đi ra để mà đấu tố vấn đề là linh mục hoặc là cha. Trời ơi là trời, trời ơi, Đảng Cộng sản quê ơi là quê, tại sao mà làm cái chuyện như vậy hả? Ở thế giới và nhân quyền bây giờ nó không dám đến nó bắt những cái vị linh mục như vậy, bởi vì nó bị một cái vụ của cha Lý, bây giờ nó bị thốn rồi, bây giờ nó bị thốn rồi, cho nên bây giờ nó giả bộ nó đem dân ra ăn cứt gà. Nó đem dân Quỳnh Lưu, nó đem cựu chiến binh ra, người ta cũng chụp mũ, người ta cho đây là thành phần bưng bô cho đảng. Bây giờ nó bắt đầu nó muốn mua lòng của thế giới bằng cách là nó kêu các em học sinh trẻ tuổi này ra. Nhưng mà rốt cuộc là nó đem ra thì các em học sinh công giáo cũng bỏ đi về. Cho nên bây giờ quê sể, cái mặt nó bây giờ sưởng đơ rồi kìa. Trời ơi, đâu có quay một cái cuộn phim nào mà vấn đề là đấu tố của mấy em học sinh này đâu. Trời ơi, tao nói đảng làm ăn gì kỳ vậy trời. À, thấy không? Trời ơi, chị ơi, có người chết ở trong đồn nè chị. Người nào chết thì gia đình hãy liên lạc với chị để mà chị đưa cho nó lớn mạnh ra cho toàn thế giới biết nha. Còn nếu mà em gia đình của mình mà chết mà bị nó hù dọa đó thì kể như là vấn đề là chết quan thì ráng chịu hả ha. Ở trong nước bây giờ là vấn đề là cái bằng là phải vậy thôi nha. Rồi.
coi tới gì đây. Chị ơi, chị có thể bắt đầu chương trình khai dân trí bằng cách tụng kinh cho đảng Cộng sản mỗi ngày, cho đảng sớm đi vào địa ngục, thay vì chị mở nhạc không chị? Trời ơi là trời, em thiệt tình, bộ các em khóa chị tụng kinh lắm hay sao mà tối ngày cứ kêu chị tụng kinh hoài. Chị mà gõ mõ mà tụng kinh đó là thằng đảng Cộng sản nó sợ lắm. Nó vô nó chửi chị một ngày gần hơn 10.000. Nó vô nó chửi chị là nào, là tại sao mày dám đem chuông mỏ lên mày tụng này kia kia nọ. Ok, rất là dễ thương. Để chị, vấn đề là kêu bằng là chị chuẩn bị nha. Để chị chuẩn bị. Chị Lisa báo cho các bạn biết, nếu tình trạng mà đảng Cộng sản Việt Nam mà nó đàn áp, nó chỉ cần nó đụng tới các cha thì nó sẽ bị đưa vào danh sách CPC. CPC là danh sách những quốc gia đặc biệt quan tâm về vấn đề là kêu bằng là tôn giáo. Cho nên ở Việt Nam, Cao Đài, Hòa Hảo, Tinh Lành, Công giáo, Phật giáo, mọi người hãy mạnh mẽ đứng lên. Đã đến thời kỳ này rồi thì mong rằng vấn đề là nhất là ở tại Việt Nam, các bạn nào mà bên Phật giáo thì các bạn hãy nên nhớ kỹ rằng đừng để cho ma tăng nó đang quyến dụ các bạn. Bởi vì những gã tăng thượng mạng mà binh vực cho chế độ đảng Cộng sản Việt Nam, nó sẽ đổi lớp để mà nó xách động mọi người Phật giáo để mà đứng lên, để mà biểu tình chống lại những con người lương thiện để ủng hộ cho chế độ. Cho nên các bạn phải thật là thông minh, phải thật là khôn ngoan mà đừng bao giờ chấp nhận. Lisa nhận được là cũng có những cái tu, những cái vị chùa, những cái chùa, những cái vị tu ở Việt Nam biết rõ cái chế độ ma quỷ này, biết rõ cái chế độ yêu tinh này, nhưng mà bởi vì người ta muốn yên thân để người ta tu hành, cho nên người ta lẳng lặng, người ta im lặng, người ta tu thôi. Mặc dù người ta biết mà người ta không làm, người ta không lên tiếng, người ta không nói gì hết. Các bạn thấy rằng đó là nó yêu tinh, nó quỷ quyệt tới mức độ đó, mà ngôi chùa nào mà quốc danh đó là phải chia cái thùng công đức, tức là cúng tam bảo đó, là người ta cúng chùa đó là nó bắt phải chia tiền đó ra với quỹ ban ở những cái nơi mà vấn đề là kêu bằng đó là nhận được tiền. Mà các bạn biết là đàn na thí chủ một khi mà đem tiền tới cúng là người ta mong cho những vị sư, những vị tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di phải vô trong chùa tu cho nó đàng hoàng theo giáo lý của Đức Phật. Những người nào mà tu mà không đàng hoàng theo giáo lý của Đức Phật mà ăn những đồng tiền của đàn na thí chủ là sẽ tội kêu bằng lỗi ngút ngàn, sẽ mang nợ và gánh lấy tất cả những gì mà vấn đề là kêu bằng là đau thương của người ta. Bởi vì người ta tin tưởng, người ta mới đem tiền vào. Cho nên ngày xưa Lisa đi tu đó không được quyền ăn no. Lisa tu ở trên núi chỉ có ăn một ngày, chỉ có một bữa ngọ thôi, mà ăn không có được quyền ăn no, chỉ có ăn khoảng chừng một chén rưỡi cơm thôi, một ngày chỉ ăn được một bữa thôi. Rồi bắt đầu chiều có thể ăn, thì người ta cúng xoài đó thì chỉ cần ăn thêm một quả xoài. Còn sáng đó thì chỉ có ăn lót dạ bằng cháo, tức là nấu cháo đó, rồi tương hộp đó bắt đầu đem ra để mà ăn một cái buổi sáng, để mà có sức đi ra, để mà cuốc đất, để tưới những cái cây đậu nành, để mà làm chao, làm tương, để bán cho những đề là kêu bằng bá tánh ở cái khu chùa đó. Cho nên ngày xưa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất người ta tu như vậy đó. Sư phụ của chị là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, người ta tu theo phước huệ song tu. Cho nên đến cái giờ ngọ 11 giờ đó là bắt đầu á, là các bạn biết đó, là sư phụ của chị đó là cầm một cái hộp cơm để trong một cái chung nước, bắt đầu nguyện cho quốc thái dân an, rồi lấy một hộp cơm nữa để vô là hộp thứ hai, là cầu cho bá tánh, những người nào cúng dường cho chùa, để mà vấn đề là kêu bằng là được may mắn, được làm ăn đàng hoàng, được tai qua nạn khỏi. Và hộp cơm thứ ba là hộp cơm mà đàn na thí chủ đã cúng cho chùa. Cho nên nguyện rằng những người tu ở trong chùa
ăn một bát cơm này phải nhớ tới đàn na thí chủ và cầu nguyện cho đàn na thí chủ, tức là cầu nguyện cho toàn bộ dân tộc Việt Nam, chứ không phải tu là để mà cầu nguyện cho bản thân của mình đâu. Sau khi để ba hộp cơm đó vô rồi, bắt đầu là kiết ấn tam mũi mới vẽ một cái chữ ấn. Rồi bắt đầu sư phụ của chị mới đưa cho chị, chị mới cầm cái chung đó với một cây nhang đi ra ngoài cái gốc mà cây thân, chị mới đổ cái vấn đề là kêu bằng cái chung nước đó lên, rồi bắt đầu chị mới là bắt đầu là kiết ấn, chị mới đọc là đại bàn kim xí điệu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ rất sung mãn. Chị mới bắt ấn lên mà chị búng 9 lần như vậy, rồi mới vẽ một cái chữ ác bốn phương như vậy, rồi mới quay đầu vô. Vô rồi là bắt đầu để chén cơm lên trên tay, là kiết ấn tiếp tục là cúng dường cam lồ, cúng dường thanh tịnh. Bắt đầu xong rồi bắt đầu mới ăn cái cơm đó, mà ăn không được quyền ăn no, không có ăn no được. Bởi vì không phải đàn na thí chủ cúng cho chùa để chúng ta ăn no để chứng mở, mà phải ăn vừa đủ. Bởi vì ăn vừa đủ để có sức khỏe, để mà tu, để mà cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam. Chứ không phải như bây giờ mà trong chùa mà phải xây lực bạc, mà phải ăn ngon, mặc đẹp như vậy đâu. Những người tu mà theo Phật giáo Việt Nam thống nhất, người ta phải chịu khổ hạnh. Không có ngồi mà vấn đề là kêu bằng đó là trong cái giới của tỳ kheo đó, khi mà các bạn nhận cái giới của tỳ kheo đó, không được nằm trên một cái giường mà quá cao. Không phải là để một cái ngồi giường giống như một cái ngai vàng. Bây giờ Lisa nghe kể đó, trong cái liêu, bởi vì chúng ta ở ngoài đời là kêu là cái phòng, nhưng mà ở trong chùa những vị hòa thượng người ta gọi đó là cái liêu. Cái liêu tức là giống như cái phòng của mình ở bên ngoài đó. Cho nên trong cái liêu đó phải là giống như là để một cái giường, không phải là niệm, không phải là cái gì cả. Tức là cái giường không quá cao hơn cái lưng quần của mình. Mà bây giờ Lý Sà nghe kể trong ở trong những cái chùa mà ở tại Việt Nam mà của những thằng sư quốc danh đó, là cái vô cái chỗ của nó đó là dưỡng cao lên như nè, niệm cao trồng lên như nè, rồi gối ôm gối nằm đầy đủ hết, rồi máy lạnh đôi kia phà ra, rồi thậm chí nó để bắt đầu là dầu thơm ta nói tràn lan ở trong tập, rồi kéo gái vô tập, rồi mở nhạc, vấn đề là vi vu nghe luôn nữa. Tu không bao giờ có vụ ca hát, không có vụ mà đàn ca sướng hát đâu. Mà các bạn thấy chùa Việt Nam bây giờ bắt đầu cầm lên làm sư phụ rồi nhảy nhót đôi kia, Lisa nhìn qua là Lisa biết là những gã tăng thượng mạng liền. Lisa chỉ cần nhìn một cái là Lisa biết là tu không đúng thôi, đúng pháp. Trong đạo Phật có 84.000 pháp môn để tu học, mà trong cái thời mạt pháp ở tại Việt Nam, Lisa không đủ quyền lực để mà lên án những vị tỳ kheo hoặc là những người hòa thượng. Bởi vì những kẻ này đã mặc đồ của Như Lai, trên đầu đã đội Như Lai, đã vào nhà của Như Lai, cho nên Lisa không nói được. Nhưng mà với cái tình trạng mà chỉ có những kẻ nào mà quá bưng bô, đến những kẻ nào mà bắt đầu là kêu bằng lấy đạo tạo đời, Lisa mới nói cho mọi người nghe. Cho nên Lisa thấy rất là tội nghiệp khi mà những người dân ở tại Việt Nam họ bị quang minh nó che hết rồi, họ bị u tối, cho nên họ vào để nghe những tên đầu trọc mà bắt đầu ngồi đó mà giả bộ lầm vào, giả bộ vào nó thuyết pháp. Cho nên chúng ta ở trong đất nước thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta kính Phật thì chúng ta phải kính ai? Phải kính Hồ Chí Minh, đúng không? Cho nên là bây giờ là Phật Hồ Chí Minh là những này là cứu độ chúng sinh. Bởi vậy cho nên chúng ta ở trong đất nước mà chúng ta mà không có nghe lời của đảng, không đi theo đảng, thì kể như nhà tù đang đợi chúng ta. Đó, thuyết pháp cái kiểu như vậy đó. Lisa nghe, Lisa không muốn nghe lần thứ hai nữa. Tức là thuyết pháp mà hù dọa người ta như vậy đó. Thuyết pháp mà hù dọa người ta như vậy đó. Rồi những cái người mà vấn đề là u mê ngồi đó nghe rồi cũng gặt gặt cái đầu như vậy, ra đời không dám làm gì đụng tới chế độ đó. Đây là những gã tăng thượng mạng, đây là những kẻ ma tăng. Những kẻ này mà hát chỉ cần ở Lisa nhìn qua cặp mắt Lisa thấy hai cái nanh nó mọc lên liền là quỷ liền. Những kẻ này không bao giờ dám nói chuyện với Lisa.
kể cả bên hải ngoại này cũng vậy. Chị đến cái chùa nào mà cái chùa đó chị thấy nó quang minh, chị bước vô tự nhiên chị thấy con mắt chị sáng lên liền. Mà cái ngôi chùa nào mà trá hình, chị bước tới liền thì tự nhiên chị bước vô chị thấy nó âm u ngay tức khắc. Bởi cho nên Phật giáo Việt Nam phải đóng một vai trò rất là quan trọng. Các bạn đừng có để cho Đảng Cộng sản Việt Nam lồng vào tôn giáo chính trị để mà hăm dọa quý vị. Ở trong giáo lý của Đức Phật, con người sống chết đều có số mạng. Đến lúc chết thì mình không thể nào mà mình cứu vãn được. Chúng sanh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành. Chúng sanh sự chết nó đã rành rành, không ai mà tránh khỏi phút giây mà sinh tử cả. Cho nên không phải là tôn trọng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, không phải là không tôn trọng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh thì nó đem ra nó bắn mình chết tại chỗ rồi mình run sợ, mình phải nghe theo những cái lời ma tăng đó. Một khi các bạn tu mà đàng hoàng phát đại thể nguyện thì các bạn không có sợ chết. Bởi vì các bạn giác ngộ, các bạn biết được con người chỉ là thân xác của mình, chỉ là tạm thời mà thôi. Gió lửa cát bụi sẽ trở về gió lửa cát bụi. Cái quan trọng là các bạn sống ở trong một đất nước, các bạn có thể vấn đề là bảo vệ được đạo pháp không? Các bạn có vấn đề là thương ở tất cả mọi người cùng chung với dân tộc mình hay không? Có bảo vệ giống nòi của mình hay không? Một khi đất nước mà bị thằng Tàu cầm qua rồi thì làm sao mà vấn đề là các bạn, vấn đề là kêu bằng là có được Phật pháp? Bây giờ đi theo thằng Tàu nghe lời của đảng khốn nạn cộng sản, bắt đầu nó cho Tàu cầm vô trong tương lai, các bạn không còn đọc kinh tiếng Việt Nam nữa, bắt đầu là tập tụng kinh giống như là ở bên Tàu cộng, thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn nghĩ như thế nào? Đồng ý rằng là giáo lý của Đức Phật là từ tiếng Phạn, rồi chúng ta thông dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng mà sự thật bây giờ các bạn thấy ở tại Việt Nam chưa chi những cái chú đại bi bắt đầu là kêu bằng là toàn là tiếng của Tàu cộng không? Mình Việt Nam tại sao không dịch ra tiếng Việt Nam mình đọc mà đi đọc tiếng Phạn? Đây là một cái âm mưu của cái lũ chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, nó cố tình, cái tình báo qua Nam nó thâm độc như vậy đó. Lisa khi vô chùa đó là học phải thuộc Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị chỉ có giữ một cái câu cuối cùng, đó là án a na đệ tỳ thì sa đề đó. Bạc ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà ha. Tức là ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm chỉ có một cái câu án a na lệ tỳ sa đề vệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà ha. Chỉ cần giữ một cái câu đó để mà chúng ta trị những cái lũ yêu tinh, những cái lũ quỷ. Sau đó rồi là Lisa học thuộc một cái bài chú đại bi, tức là thiên thủ thiên nạn ông đại bi tâm đà lên niêm mô đa tăng na đa giải gia nam mô a di đà bà lô kiết đế tức bạc tam la là bà nam mô na đa công tuệ hệ địa ma đa bà đa sa đế tất bà a tha đậu du bằng a thầy dừng tất bà tất ba na bà già bà đạo đạo đế đường thang a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di đế. Tức là phải học thuộc hết nguyên một cái bài chú đại bi đó. Sau đó rồi Lisa mới học thuộc tới là vấn đề là tứ thập nhị thủ nhãn đồ, chẳng hạn như là muốn gọi ma quỷ hoặc là kêu thiên ma thần ủng hộ mình vậy đó. Rồi sau đó bắt đầu Lisa mới nghiên cứu tới diệu pháp liên hoa, mới là nghiên cứu tới là kinh A-di-đà, mới nghiên cứu tới kinh Địa Tạng, mới nghiên cứu tới kinh Dược Sư Lưu Ly, mới nghiên cứu tới kinh Pháp Cú, mới nghiên cứu tới 84.000 pháp môn của Đức Phật để mà chúng ta tu luyện. Rồi phải học những cái chú mà thí dụ như là đi ra ngoài đường lỡ đạp một con trùng, một con dế, hoặc là cuốc đất ở trong chùa lỡ đụng chết một cái con nào thì phải đọc kinh gọi là vãng sanh thần chú. Tức là nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đi cả tha di đi đô bà tỳ di đi đa ta bà tỳ đó, a di đi đa thì ca lăng đế, a di đi đa thì ca lăng đa già di đi già già nó chỉ là ca lê ta bà ha. Những cái chú này Lisa không cần đọc, Lisa không cần nhìn, Lisa thuộc hết. Lúc đó Lisa mới có 7 tuổi. Lisa mới có 7 tuổi thôi là Lisa đã thuộc lào cho tới bây giờ luôn.
Bởi cho nên cái trào của Lisa mà tu trong giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là nghiêm minh. Quý vị đi ra ngoài đường phải đi từ tốt đàng hoàng. Các sư phụ chỉ có một chiếc xe đạp cọc cạch để mà đi thôi. Không có phải chạy xe cúp 70 hoặc là chạy xe SH như bây giờ hoặc là lên xe hơi mà đi đâu. Không có. Bởi vì ngôi chùa của Lisa tu ở trên núi á. Bởi cho nên khi mà đi xuống dưới đồng bằng đó là như vậy đó. Các bạn biết ban đêm mà từ ở dưới chân núi mà đi lên đó, hai bên đường nó toàn là rắn độc không? Nhưng mà chỉ có niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên rắn độc, xà tinh đồ kia đều là dạt ra hết. Kỳ đó Lisa đang đi lên với sư phụ lên rồi, năm đó 7 tuổi, nguyên một con tăng từ ở trên nó rớt xuống con rắn đó, rắn hổ đó, nó rớt xuống một cái âm. Từ trên cây nó rớt xuống. Lisa vẫn vui vẻ đi với thầy, mặc dù lúc đó sợ lắm nhưng mà bắt đầu Lisa sợ. Lisa run, Lisa ôm thầy, sao lại sư phụ mới nói rằng con không có sợ. Có thể đó là những lời yêu tinh, nó muốn làm cho mình run sợ. Cho nên nếu nó mổ chết thì coi như là mình đã bị kiếp trước, đã oán hờn với nó. Cho nên kiếp này mình bị chết, cho nên không sợ nữa. Bắt đầu từ đó Lisa được sư phụ giáo huấn như vậy, cho nên từ đó tới sau không cần phải đi tới sư phụ, một mình lên núi, một mình xuống núi, không cần sợ nữa. Ai muốn giết, ai muốn cắn, rắn cắn, hổ cắn, xé xác, Lisa không cần phải sợ nữa. Bởi Lisa biết được rằng thân xác của mình sẽ không bao giờ mà có mãi mãi được. Con người nó cũng phải sống trong một đời người, rồi bắt đầu mình chuyển hóa. Cho nên từ đó tới sao Lisa không có còn sợ nữa. Cho nên tu là phải như vậy đó. Bởi cho nên ở trong một cái đất nước nào, từ ở Miên, ở Miến Điện, ở Ấn Độ, người ta đều đem cái đạo Phật giáo lên. Bởi vì những người Phật giáo người ta tu chân chính như vậy đó. Thấy một người nào mà khổ thật sự vào chùa thì cứ việc cho ăn uống đàng hoàng. Thậm chí nó ăn xong rồi nó lấy đồ, nó ôm cái lư hương, nó ôm cái chuông, nó đi ra ngoài nó bán ve chai, bởi cái chuông bằng đồng ôm ra bán. Tất cả sư phụ và Lisa lên không có chuông mỏ, bị nó ăn trộm rồi. Nhưng mà vẫn ngồi đó, không cần chuông mỏ cũng ngồi tụng, chỉ cần tụng bằng cái mỏ thôi. Rồi bắt đầu mọi người tới thấy tội quá mới mua một cái chuông thỉnh về, để mà cái này là để ở trên chùa. Cứ mỗi lần mà lên chánh điện tụng kinh nó ôm cái chuông bự rồi, thì còn những cái chuông kia mới cầm cái chuông từ ở dưới Phật tổ đó, ở dưới những cái vị hòa thượng mà viên tịch đó, mới cầm lên chánh điện để mà gõ cái chuông đó. Không biết như thế nào sau này, cái đứa mà nó ngỗ nghịch đó, nó mới có 14, 15 tuổi, nó vô nó ăn trộm cái chuông. Không biết nó về nó bị cái gì, mà tự nhiên nó khóc. Gia đình của nó ẩm nó tới, gia đình nó nói nó bị bệnh lắm, nó khóc. Cho nên gia đình nó là bắt đầu là kêu bằng phải bán đi, nhưng đây là tài sản, để phải đúc một cái chùa, rồi dẫn nó đến ngôi chùa đó để mà sám hối. Từ đó tới sau nó không dám lấy một cái gì trong chùa nữa. Nhưng mà vị thầy của Lisa vẫn cười, vui vẻ lắm, không có nói gì hết. Chỉ cần lấy đi một cái chuông rồi thì thôi, không có chuông gõ thì tạm thời lấy những cái chuông ở dưới lên. Sau này những cái người mà người ta đi đến chùa, người ta thấy như vậy, người ta mới đem biết bao nhiêu những cái chuông nhỏ có, lớn có đem đến chùa để mà vấn đề là cho, vấn đề là tụng kinh. Cho nên mỗi lần hồi xưa Lisa tu là phải 6 thời công phu. 6 thời công phu tức là 4 giờ sáng là phải đọc chú Lăng Nghiêm, rồi 8 giờ là có thể đọc Dược Sư Lưu Ly, rồi tới ngọ tức là 11 giờ là cúng ngọ, rồi tới 2 giờ là bắt đầu là tụng kinh, rồi tới 4 giờ chiều là tụng kinh A-di-đà, và tới tối 8 giờ là tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên 6 thời đàng hoàng. Tu ngày xưa phải 6 thời, bây giờ cắt bỏ đâu hết trơn rồi. Giờ tu lặng lặng có tu có 2 thời. Một là buổi khuya, rồi tới buổi trưa, rồi tới tối. Bây giờ Lisa nghe nói vậy đó, chỉ có 3 thời thôi, chứ ngày xưa là 6 thời. Nguyện ngài an lành đêm ngài, 6 thời đều an lành. Các bạn nhớ trong kinh không? Bởi vậy mà cho nên Phật giáo ở Việt Nam đóng một vai trò rất là quan trọng.
Chỉ cần quý vị ở tại Việt Nam mà quý vị chỉ cần u mê, không nhìn ra được sự thật, sẽ bị cái đám yêu tinh Đảng Cộng sản Việt Nam nó lôi cuốn các bạn vào con đường chính trị. Mà một khi đã tu hành rồi mà đi vào con đường chánh trị thì quý vị không có an định được. Bởi vì khi vào chánh trị là phải theo cái bọn ác để mà hãm hại những người lương thiện. Một khi đã vào chánh trị rồi là phải nghe theo cái lũ yêu tinh để mà ca tụng, để mà quỳ lại một cái thằng ma đầu là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Đến nỗi mà yêu tinh nó mất dạy tới nỗi mà nó đem vô trong chùa nó bắt buộc phải thờ cái con chó Hồ Chí Minh này. Có những vị cao tăng người ta biết được thằng Hồ Chí Minh là một con quỷ, cho nên người ta chỉ để thằng Hồ Chí Minh ở con quỷ chúa, cho nên người ta để thằng Hồ Chí Minh riêng ra để nó nghe kinh thôi. Rồi bắt đầu cái lũ yêu tinh của Đảng Cộng sản nó biết được, nó biết được là những cái vị cao tăng người ta nhìn được thằng Hồ Chí Minh là con quỷ, bởi vậy cho nên người ta không bao giờ cho nó lên quỳ lại nó, chỉ để trong chùa cho nó nghe kinh thôi. Giống như bao nhiêu người các bạn vào chùa thấy những cái bàn dông, những cái người nào chết đem vô chùa cho nghe kinh đó, bởi vì tội quá đó, thì cho nên để thằng Hồ Chí Minh như vậy. Rồi cái lũ cộng sản nó mới không chịu. Bắt đầu nó tới chùa, nó bắt buộc những cái chùa quốc danh là phải đem cái con quỷ yêu tinh thằng Hồ Chí Minh này phải đem lên chánh điện để mà ngồi trong ngóc ở chánh điện chung với nhà Phật A-di-đà, chung với nhà Tam Thế Phật, chung với nhà Phật Thích Ca, rồi bắt buộc toàn bộ tăng ni trong chùa phải lên chánh điện mỗi lần tụng kinh là phải quỳ lại cái con quỷ chó đẻ, con quỷ chúa Hồ Chí Minh này. Đó là cái âm mưu chính trị. Lisa thì không nói Lisa như thế nào, bởi Lisa không muốn tự cao tự đại để rồi tự hại bản thân. Nhưng mà Lisa nhìn thấy được như vậy thì Lisa gửi tới những bậc tỳ kheo ni. Lisa gửi tới U Bà Tắc, U Bà Di, U Bà Tắc tức là gọi là Phật tử nam, U Bà Di tức là những người Phật tử nữ, là những người xuất gia đó. Cho nên gọi là U Bà Tắc, U Bà Di. Còn tỳ kheo tức là những người nam là tỳ kheo. Còn tỳ kheo ni là những ni sư, là những người mà những đời là sư cô. Gọi là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di và các hòa thượng thượng tọa. Nếu mọi người nhìn ra được như vậy rồi thì không cần phải để cái hình của con chó đẻ, con quỷ chúa này lên ngang hàng với Phật để mà quỳ lại nó. Hãy cẩn thận coi chừng. Hãy cẩn thận coi chừng. Quý vị đi vào chùa tu là để cầu cho toàn bộ quốc thái dân an. Tu theo giáo lý của Đức Phật. Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa như thế nào. Chúng ta không bao giờ thờ bất cứ một cái đạo nào khác. Mà bây giờ nó đem đạo thằng hồ chó đẻ vô. Nó đem một thằng quỷ vô để mà ngồi ngang hàng ở trên chánh điện. Ngày xưa nó vô nó bắt chùa của Lisa để thằng Hồ Chí Minh tự nhiên lên trên trận đảng sát thấy một vũng máu liền. Tức là chùa của Lisa ở trên núi non hùng vĩ mà, cho nên linh ứng vô cùng. 3-4 lần đem thằng Hồ Chí Minh lên là đều bị máu đổ hết, cho nên buộc phải đem hình thằng Hồ Chí Minh xuống, không để trên trận được. Quý vị tin rằng là vừa lên trển mà mới chắp tay niệm một cái thì từ ở trên nó biết bị cái gì, nguyên một cái miếng ngói nó rớt xuống một cái ầm ngay trong cái tượng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, ta nói kiến bể tan nát ra luôn. Cho nên không để trên chánh điện được. Đốt cái tượng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đem lên, hai con rắn nó chạy lại nó quấn vô cái đầu của thằng Hồ Chí Minh, cái tượng của thằng Hồ Chí Minh, nó xiết vô cái cổ mà cái mỏ của nó đó, nó nằm trên cái mỏ ác của thằng Hồ Chí Minh, nó mỏ như vậy. Cho nên hòa thượng lên hoặc mọi người đều mặc bắt đầu là kêu bằng là cà sa, lên tới trên đó rồi, bước vô rồi, thấy hai con rắn quá lớn, nó quấn cái tượng của thằng Hồ Chí Minh, nó xiết cổ vô, mà hai cái mỏ nó mỏ trên cái mỏ ác của thằng Hồ Chí Minh. Mọi vị thầy lên trển không có gì sợ cả, dẫn lên trên trển tiếp tục quỳ xuống lại gõ mõ. Mà điều đặc biệt là hai con rắn không làm động tới tất cả các vị sư, những người như Lisa. Lisa là người nhỏ nhất ở trong chùa, lên đó ngồi tụng diệu pháp liên hoa, phẩm của vấn đề là kêu bằng là phẩm của vấn đề là Quán Âm đó.
sĩ đó. Bắt đầu từ đó tới sau, sư phụ của Lisa kêu gọi các vị này phải ẩm, phải lấy cái tượng của thằng chó để Hồ Chí Minh đem ra ngoài sau, không có để trong nhà trước, không có để trong chánh điện. Từ khi mà cái điều lạ đời là khi đem cái tượng của thằng chó để Hồ Chí Minh ra ngoài sau rồi, thì các bạn biết rằng là ở chánh điện từ đó tới sau không có một cái trường hợp nào mà xảy ra, không có một miếng ngói nào mà tự động mà nó rơi từ ở trên đó xuống, không có một con rắn nào mà nó quấn vào những cái bức tượng của Bồ Tát để mà nó xiết cổ giống như là nó xiết cổ thằng Hồ Chí Minh. Không có. Khi mà đem thờ tượng của thằng Hồ Chí Minh ra ngoài sao rồi, để ngoài sao rồi, không bao giờ ở trên chánh điện có được cái chuyện đó nữa. Để các bạn thấy. Cho nên những ngôi chùa mà ở trên núi rất là linh thiêng. Lisa xin khẳng định với các bạn một câu như vậy. Ở trên núi linh lắm. Ở trên núi các bạn linh lắm. Nói về tâm linh thì không phải là ở đây có nhiều người ta cho mình là mê tín dị đoan, nhưng mà chính Lisa là người đã nhìn thấy. Cho nên Lisa khẳng định rằng thằng chó đẻ, thằng tội đồ, thằng súc vật Hồ Chí Minh là một thằng quỷ, một thằng yêu tinh mà Lisa không bao giờ tôn thờ. Cho dù Lisa có chết, cho dù có bấm Lisa ra, cho dù có ép buộc Lisa, Lisa cũng không bao giờ quỳ lại con chó Hồ Chí Minh. Mà Lisa còn chửi thẳng vô mặt mày: mày là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, mày là thằng yêu tinh, mày là con quỷ chúa, mày không xứng đáng để tao tôn thờ mày. Nhiều khi Lisa chửi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, ban đêm Lisa nằm mộng thấy được là con chó Hồ Chí Minh bắt đầu nó kéo bộ đội đồ kia, tao nói công an đồ rừng rừng rộ rộ, nhưng mà bị Lisa chửi một tăng quảng hồn bỏ chạy sạch sẽ. Bắt đầu Lisa tỉnh dậy, Lisa mới biết. Lisa nói: à, thành ra mày kéo tới đây để mày tính làm hù dọa tao, nhưng mà bị tao cao tay ấn quá, tao chửi cho nên mày trốn mẹ mày đi rồi. Lisa tuyên bố rồi mà, tao chửi mày trong giấc mộng, tao diệt tụi bay được, mà tao cho cả thế giới đều biết được rằng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là thằng ma đầu, là thằng tội đồ, là thằng yêu tinh mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó bắt buộc các chùa Phật giáo phải tôn thờ. Cho nên Phật giáo ở tại Việt Nam chiếm đa số, các bạn phải nên dũng mãnh và tinh tấn. Đừng bao giờ mà để cho cái lũ yêu tinh nó đem tôn giáo hoặc nó lợi dụng Phật giáo để mà nó tồn tại. Ở Việt Nam Phật giáo là chiếm đông nhất, cho nên nó cố tình nó muốn lấy Phật giáo. Các bạn nên nhớ, giặc động bồ đề, giặc sẽ tan. Bây giờ nó đụng Phật giáo hòa hảo rồi, nó đụng công giáo rồi, nó đụng tinh lành rồi, thì bây giờ Phật giáo Việt Nam phải đóng vai trò quan trọng cho Lisa nha. Phải đóng một vai trò quan trọng Phật giáo cho Lisa. Các bạn thấy không? Cái ngôi chùa của Hòa Thượng Thích Không Tánh là chùa Liên Trì, là giáo hội Phật giáo Việt Nam, không có sơn cái bảng bằng một cái chữ máu được. Bởi vì màu đỏ là máu của yêu tinh, cho nên chùa Liên Trì để một tấm bảng màu vàng, để cái chữ chùa Liên Trì màu xanh, màu trắng, chứ không có để cái đỏ. Còn bây giờ các bạn thấy những ngôi chùa Việt Nam nó bắt cái nền là phải làm đỏ quét như là cái lá cờ máu vậy đó. Tức là bắt đầu nó coi chùa nào bây giờ là nó cũng sơn cái nền đỏ lè như vậy đó, rồi để cái chùa lên để nó nhận diện đây là giáo hội quốc danh, là thờ thằng yêu tinh Hồ Chí Minh. Ánh đạo vàng, cho nên chùa lúc nào cái nền cũng phải màu vàng. Cho nên những người nào mà tu đàng hoàng hãy nên thay cái màu sơn đi. Ánh đạo vàng tức là cái nền nó phải là màu vàng. Rồi cái ngôi chùa có thể để cái chữ ngôi chùa lên màu gì đó là tùy. Chẳng hạn như là Phước Hậu Tự, hoặc là Thanh Minh Tự, hoặc là Quán Âm Tự, để lên như vậy. Chứ không có ai mà cái cổng chùa mà để cái nền màu đỏ lè là máu của quỷ cả. Ở trong chùa cũng vậy. Ở trong chùa Lisa thấy những cái liễn ngày xưa đó, người ta để ở trong cái nền là sơn bằng gỗ màu đen, rồi cái chữ nó màu bạc bạc, nó ánh lên,
Chẳng hạn như là Quan Âm Tự là cái nền ở trong nó màu đen, rồi bắt đầu để chữ Quan Âm Tự là cái chữ nó màu silver đó, nó nổi lên như vậy. Còn bây giờ Lisa vô, Lisa thấy nó thay đổi hết trơn, nó sơn màu đỏ chót như là cái cầu máu tháng ở bên Phúc Kiến vậy đó, rồi bắt đầu nó mới để cái chữ là màu vàng lên, nhìn Iran như là lá cờ của đất động quỷ vậy đó, yêu tinh vậy đó. Cho nên Lisa mong rằng các bạn phải, vấn đề là kêu bạn là cẩn thận. Các bạn thấy những vị anh hùng không? Chẳng hạn như Trần Hưng Đạo đồ kia, mà bắt đầu là thằng Hồ Chí Minh đó, nó sanh sao Trần Hưng Đạo 600 năm, mà nó lên cái bức tượng của Hồ, của bác Trần Hưng Đạo lúc nó còn sanh sinh tiền, nó còn sống đó. Nó lên nó ngồi nó chửi ông Trần Hưng Đạo. Nó nói bác làm thần thì tôi cũng làm thần, bác sống cuộc đời vấn đề là kêu bằng là chinh chiến thì tôi cũng dẫn vấn đề là kêu bằng là quân đạo của tôi, để mà vấn đề là kêu bằng là vấn đề là bác làm thần thì tôi cũng làm thần, bác đánh quân Nguyên Thanh Kiếm Bạc thì tôi đã đưa tất cả năm châu tới Đại Đồng. Nó ngang ngược vậy đó. Mà các bạn thấy đất nước Việt Nam có dám đưa tới Đại Đồng không ha? Bây giờ nó nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thằng Hồ Chí Minh là đưa cả năm châu tới Đại Đồng. Các bạn thấy có châu nào mà theo thằng Hồ Chí Minh không? Châu Mỹ có ai theo thằng Hồ Chí Minh không? Châu Pháp có ai theo Hồ Chí Minh không? Châu Âu có ai theo Hồ Chí Minh không? Châu Á có theo ai theo Hồ Chí Minh không? Rồi ngay cả vấn đề là kêu bằng là châu Úc có ai theo thằng chó đẻ Hồ Chí Minh không? Ngay cả thằng chó đẻ Tàu Cộng nó còn không coi thằng Hồ Chí Minh ra cái gì nữa, thì làm sao mà bác đưa năm châu tới Đại Đồng? Năm châu gồm có châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Úc và châu Á. Mà các bạn thấy châu Mỹ có ai mà vấn đề biết thằng Hồ chó đẻ không? Nó có đưa cả một cái châu Mỹ này đi theo vấn đề xã hội chủ nghĩa không? Châu Phi nó có đưa cả châu Phi theo xã hội chủ nghĩa biết thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này không? Châu Âu có ai theo thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này không? Rồi châu Úc có ai theo thằng chó đẻ Hồ Chí Minh không? Ngay cả châu Á cũng không ai theo thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Mà nó ngang ngược như vậy đó. Một châu đâu phải là nhỏ đâu các bạn. Ở trên thế giới chúng ta có 4 biển 5 châu. 5 châu. Mà thằng Hồ Chí Minh nó ngang ngược, nó dám nói rằng là tôi dẫn 5 châu tới Đại Đồng. Các bạn thấy câu nói mất dạy của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Những cái bậc mà những đây là chống Pháp, giống như là những đây là kêu bằng là Đức Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá cũng vậy. Bây giờ nó để thằng Hồ Chí Minh lên cao hơn là những đây là kêu bằng là anh hùng Nguyễn Trung Trực thời chống Pháp. Các bạn thấy nó ngang ngược hay không? Đến nỗi bây giờ nó đưa thằng Hồ Chí Minh vô ngang hàng với Phật luôn. Trong tương lai nó sẽ cho thằng Hồ Chí Minh phải ngồi cao hơn là ông Phật nó mới chịu. Các bạn thấy rõ ràng đây không phải là quỷ thì là cái gì? Cho nên những cao tăng ở tại Việt Nam chuẩn bị nha. Phật Thích Ca ra đời như thế nào? Có bao nhiêu năm? Thằng cha con gái mẹ của thằng Hồ Chí Minh còn chưa ra đời. Vậy mà bây giờ nó giáp đưa thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này để ngang hàng với Đức Phật, để cho các gã tăng thượng mạng u mê đi lên để quỳ một con yêu tinh như vậy. Gặp Lisa, Lisa tán ngang bằng. Thì sao có quỳ lại được cái lũ quỷ? Quỷ tinh là gặp mặt Lisa là Lisa không có quỳ lại được. Lisa chỉ có từ bi là tao cúng cơm cho mày, tao cho tụi bay ăn để tụi bay đừng có đói khổ nữa, đừng có phá người ta nữa, để tao cầu nguyện cho chúng bay, để mà chúng bay vấn đề là đi lại. Chứ Lisa không có quỳ lại những cái thằng quỷ, những cái con quỷ, những cái yêu tinh. Cho nên khi Lisa đi ra hoặc Lisa làm cái chuyện đó, Lisa gặp mà quỷ màu A yêu tinh là chết với Lisa ngay. Cho nên Lisa chửi thằng Hồ Chí Minh ra rã. Mà các bạn thấy nó có làm gì được Lisa? Có nhiều đứa vô nói trời ơi bác Hồ linh lắm, mày mà chửi bác Hồ mày có chừng mày ra đường xe đụng mè. Tao nói mày yên tâm đi, bác Hồ của mày là yêu tinh, bác Hồ của mày là quỷ không bằng tao đâu, mày khỏi cần. Bây giờ tao thách tới thằng cha con gái mẹ bác Hồ của mày cũng dám đụng tới cầm lông chân của tao nữa, mày yên tâm đi. Tao chửi thằng Hồ Chí Minh mà tao chửi tới thằng cha con gái mẹ nó, tao chửi con Hoàng Thị Loan, tao chửi thằng Nguyễn Sinh Sắc, tao chửi tới ông cố nội của thằng yêu tinh này nó cũng dám đụng tới tao nữa, mày yên tâm. Cái tự nhiên nó thụt đi mất tiêu luôn. Cái nó nói mày để đó mày coi, từ từ mày sẽ thấy. Tao nói từ từ tới bao lâu? Từ từ bao lâu? Nha. Cho nó ở Việt Nam đừng có để cho nó hù các bạn.
Chứ còn ở Việt Nam có nói trời ơi mày dám chửi tới bác. Bác là người giống đây là linh thiêng lắm, mày chửi mày coi chừng. Mày coi chừng mày chết đến nơi giờ. Các bạn cứ nói ủa sao con Lisa nó chửi nó không chết vậy. Nè, mới xem message cho Lisa nè. Con chó, mày nói gì nói, bác cũng là người linh thiêng cao lớn hơn là Phật. Bây giờ các chùa ở Việt Nam đều tôn thờ Pháp bác cả. Mày thấy lễ Phật đản, bác Hồ ngồi trên xe hoa đi đầu tiên không? Rồi mới tới là ông Phật nhỏ đi ngoài sau. Mấy cái chùa quốc danh này ta đâu có thèm nói. Thằng Hồ Chí Minh sanh ngày 19 tây tháng 5. Mà tao nghe nói ngày đó là ngày giả. Bởi vì yêu tin không có ngày thiệt, không có ngày thật. Thì tao hỏi mày nè, bây giờ lễ Phật đản hay là lễ của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh? Đức Phật Thích Ca đản sanh hay là thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đản sanh? Mà tại sao bây giờ lễ Phật đản mày đem hình của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh mày để lên xe qua thì mày thấy đúng không? Có phải là quỷ không? Có phải là yêu tinh không? Hả? Cho nên Lisa thông báo cho tất cả ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tất cả mọi người tu đàng hoàng chân chính, hãy nên dẹp cái trò nhốt nhăn này ngay. Đi xe qua diễu hành làm lễ Phật đản chứ không phải là làm lễ đản sanh của thằng chó đẻ mà ma đầu Hồ Chí Minh. Cho nên tuyệt đối không thể làm như vậy được nha. Lễ Phật đản là ra lễ Phật đản, lễ vía Quan Âm là lễ vía Quan Âm, lễ vía Đức Phật A Di Đà phải ra Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là lễ nào cũng đem thằng chó đẻ tội đồ ma đầu vào. Nha. Cho nên Lisa sở dĩ nói như vậy để mong rằng mọi người bên Phật giáo cũng phải tỉnh ra giống như bên Công giáo. Hôm nay tóm lại, Lisa muốn nói cho mọi người nghe để mọi người thấy được những em trẻ trong giáo dân Công giáo mà họ ý thức như vậy, họ bỏ họ đi ra, họ không nghe lời của ma vương như vậy để họ bảo vệ linh mục Đặng Hữu Nam. Thì Lisa mong rằng bên Phật giáo chúng ta cũng phải mạnh mẽ để mà đứng lên, để mà chống lại cái lũ yêu tinh này nha. Một hai ngôi chùa phải mạnh mẽ đứng lên, phải không thèm thờ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Nếu mày muốn thờ nó là thằng quỷ thì hãy cho nó ở những cái bàn vong của những người mà người ta chết. Hãy tôn thờ nó ở dưới cái bàn đó để nó nghe kinh, để cho nó sám hối, chứ không thể nào đem nó lên chánh điện được. Còn nếu mà ai ở Việt Nam mà đem cái tượng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này mà đem lên để ngang với Phật, để ngang với Bồ Tát, để ngang với Tam Thế Phật rồi quỳ lại, thì coi chừng quỳ lại ma vương, coi chừng quỳ lại quỷ, coi chừng quỳ lại yêu tinh. Rồi nó sẽ cười khằn khặc ở trên chánh điện để mà nó dụ dỗ, nó sẽ làm náo loạn chánh điện, nó sẽ làm ô uế chánh điện. Một thằng mà đã giết trên cả triệu người, 2 triệu người như vậy, không xứng đáng để lên chánh điện để cho các vị cao tăng đã từ bỏ trần tục mà quỳ lại con chó này cả. Cho nên Lisa muốn gửi một thông điệp tới tất cả những người mà tu mà theo đạo Phật giáo, phải mạnh mẽ, phải đứng lên để bảo vệ Phật pháp mãi trường tồn nha. Chương trình đã hết. Lisa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình Khai Dân Trí ngày hôm nay của Lisa. Lisa mong rằng hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.